Tiểu Ngọc, tắm xong phơi nắng cho khô đi con, liếm tới chừng nào mới xong? Anh nói người cá tây ương con đang lau khô, con đang vuốt vát cho mấy sợi lông chứ bộ. Sặc, cái đó con người gọi là nước miếng, dơ lắm đó con. Nước miếng con người khác con thỏ chứ bộ. Người cá tây ương muốn xài thử vát của thỏ không? Đây, nhìn Lulu vừa ngủ vừa mở mắt nè Tiểu Ngọc. Con đang bận rồi, nói cho con nghe đi. Lulu ơi, con đang thả hồn chúng nào? Về đây sấy lông cho khô nào. Người cá tây ương gọi con ở. Đúng rồi, con đang ngủ hay thức vậy? Dạ, con mới vừa thâm nhập thiền định. Vậy hả? Sao con biết? Thì con bắt chước người cá tây ôn đó mà. Vậy con đến được đâu? Con đâu có đi đâu đâu. Nãy giờ con chỉ bay nhảy vòng vòng trong căn phòng này thôi. Mây mây cũng làm được đó người cá tây ôn. Các con làm được là do tâm hồn thuần khiết. Nhưng trong thế giới này còn hàng tỷ các thế giới khác, nên dễ đi lạc, bỏ thân lắm. Các con chỉ cần nhớ luôn giữ cho tâm tính thuần thiện, thuần tịnh, thì thần thức của mình mới có thể đi lại dễ dàng trong các thế giới. Dạ. Dạ con đã hiểu rồi, cảm ơn người cá tây ương.